Xin chào các bạn. Trên tay mình là Gia Đình Thuộc Sở Y Minh Hà đây. Trên tay mình đó chính là chiếc mask cắn cổ của thương hiệu Tod Closet. Các bạn có thấy một đặc điểm gì đặc biệt ở đây không ạ? Đó chính là màu sắc xanh của bông hoa rất là nền rã. Các bạn có thể thấy đây, sắc xanh của nền xanh rất là sắc nét. Đấy, đây là chất liệu cotton kem các bạn nhé. Mát đầu gập sẵn 2m để cho các bạn chỉ việc là may vào thôi. Và trên mát này thì chúng mình sẽ chia sẵn size là ML để các bạn có thể gắn cổ. Đây, mình sẽ quay cận cảnh các bạn thấy không ạ? Mực màu xanh và mực màu đen kết hợp với nhau rất là nổi bật và sắc nét, để cho các bạn có thể dễ dàng may. Thì bên mình đã là các gập sẵn 2m như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sở Y Minh Hà. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Miss Xin Giang 0971064768. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.